Sáng nay ngày 29 tháng 10, Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 13 bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức quyền trong thi hành công vụ xảy ra tại Ban Quản lý Dự án Công trình Xây dựng Y tế thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế và các đơn vị liên quan. Trong vụ án này, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng với 12 bị cáo khác phải ra hầu tòa về các tội đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Trong số 12 bị cáo còn lại có nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến và 6 bị cáo nguyên là lãnh đạo cán bộ tỉnh Bắc Ninh. Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn và cấp phó của mình là Nguyễn Hồng Sơn hiện đang bỏ trốn và bị tòa xét xử vắng mặt. Theo cáo trạng, quá trình thực hiện kế hoạch đấu thầu 6 gói thầu mua sắm trang thiết bị tại 6 dự án đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa tuyến huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh theo hình thức đấu thầu rộng rãi, các bị cáo trong vụ án đã giúp đỡ cho công ty AIC và công ty thuộc hệ sinh thái AIC, các công ty thuộc nhóm Công ty Sông Hồng trúng thầu 6 gói thầu mua sắm thiết bị y tế, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 48,6 tỷ đồng. Các bị cáo khác nguyên là lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đã lợi dụng chức vụ quyền hạn thống nhất việc phân chia, tạo điều kiện cho công ty AIC và công ty thuộc hệ sinh thái công ty AIC của Nguyễn Thị Thanh Nhàn, nhóm công ty của Lã Tuấn Hưng thông thầu trúng thầu trái pháp luật. Sau khi giúp đỡ, tạo điều kiện cho trúng thầu, các bị cáo này đã nhận tiền hối lộ của Nhàn và Hưng. Dự kiến phiên tòa diễn ra trong 3 ngày.